Ngày 16 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2023. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và trưởng thành của ngành kiểm tra Đảng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, ngày 16 tháng 10 năm 1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng khóa 1 quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Từ đó đến nay, trải qua các thời kỳ cách mạng với nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn khác nhau. Ủy ban kiểm tra các cấp và các thế hệ cán bộ kiểm tra luôn phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, giữ vững bản lĩnh chính trị, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành kiểm tra Đảng cả nước, ngành kiểm tra Đảng Sơn La cũng được hình thành, không ngừng phát triển, lớn mạnh và có những cống hiến quan trọng, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ, góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của Đảng bộ. Với những đóng góp quan trọng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Nhiều tập thể cá nhân đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen và cờ thi đua xuất sắc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực đóng góp và những thành tích của các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng của tỉnh đã đạt được qua các thời kỳ hoạt động. Đồng chí đề nghị: để đáp ứng được những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, tôi đề nghị các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, cán bộ ngành kiểm tra trong Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra và cán bộ đảng viên các cấp về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ. Trong đó, lấy tự kiểm tra, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm, tham nhũng, tiêu cực của tổ chức đảng, đảng viên, xử lý kịp thời, kiên quyết, triệt để, nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không nhẹ trên, nặng dưới. Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tặng bằng khen cho hai cá nhân có thời gian công tác từ 25 năm trở lên trong ngành kiểm tra Đảng, tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 154 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp kiểm tra của Đảng.